Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các đồng chí. Trong chuyên mục Quốc phòng toàn dân hôm nay, xin chuyển tới quý vị và các đồng chí loạt tin hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai trong thời gian qua. Cuối chương trình là phóng sự nêu cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí trong đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lào Cai. Chi tiết các nội dung trên sẽ được chuyển đến quý vị và các đồng chí ngay sau đây. Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 6 năm thi hành luật thanh tra. Tham gia hội nghị có 92 điểm cầu với trên 1.000 đại biểu. Đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham gia tại điểm cầu Lào Cai có Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thanh tra tỉnh và một số cơ quan liên quan. Luật Thanh tra năm 2010 được ban hành là căn cứ, cơ sở pháp lý đã góp phần tạo hành lang pháp luật rất quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra. Nhận thức rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của công tác thanh tra trong tình hình hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt nghiêm túc tới 100% cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, biên phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác tuyển quân, công tác củng cố và huấn luyện dân quân tự vệ, công tác đăng ký, quản lý nguồn dự bị động viên và công tác quân sự quốc phòng địa phương luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ năm 2011 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức 22 cuộc thanh tra với 22 cơ quan đơn vị địa phương. Tất cả các cuộc thanh tra và kiểm tra việc thực hiện sau kết luận thanh tra đều được thực hiện đúng tiến độ, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Không đơn vị nào vi phạm về nguyên tắc tài chính và vi phạm pháp luật phải xử lý. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm đã ghi nhận đánh giá cao kết quả sau 6 năm triển khai thực hiện luật thanh tra trong toàn quân. Đồng chí yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, tổ chức xây dựng cơ quan thanh tra và ngành thanh tra quốc phòng đảm bảo số lượng, chất lượng. Hoạt động thanh tra phải kịp thời phát hiện những tiêu cực, hạn chế trong công tác quản lý, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, góp phần ngăn ngừa, chấn chỉnh các vi phạm tham ô, tham nhũng trong quân đội. Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổng kết thực hiện luật dân quân tự vệ năm 2009, đến dự có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. 8 năm qua, việc thực hiện luật dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai luôn đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, có hiệu quả, nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp, các ngành về công tác dân quân tự vệ. Hệ thống pháp luật về dân quân tự vệ nói chung, luật dân quân tự vệ nói riêng được phổ biến rộng rãi trong toàn xã hội. Việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác dân quân tự vệ của các cấp, các ngành đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Lực lượng dân quân tự vệ được củng cố, xây dựng, đảm bảo về số lượng, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu trị an và hoạt động tác chiến trong khu vực phòng thủ tỉnh, huyện. Tỉnh đã ban hành hệ thống văn bản gồm 7 quyết định, 9 chỉ thị và 26 kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện phổ biến tuyên truyền pháp luật dân quân tự vệ 2.430 đợt. Chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ được đảm bảo đầy đủ, giải quyết được nhiều khó khăn bất cập của pháp lệnh dân quân tự vệ trước. Năm 2009, tổng số dân quân tỉnh Lào Cai đạt 1,8% so với tổng dân số. Đến tháng 6 năm 2017, đạt 2,3% so với tổng dân số. Ban chỉ huy quân sự, cơ quan, tổ chức ở cơ sở đều biên chế đầy đủ 4 chức danh. Đến nay, tỉnh đã và đang đào tạo 385 đồng chí, bố trí sử dụng 296 đồng chí giữa các vị trí trong Ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường, thị trấn. 10 đồng chí đã phát triển lên cương vị cao hơn. 100% cán bộ phân đội, đại đội, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng, thôn đội trưởng được biên chế đúng, đủ theo quy định. Hàng năm, dưới sự chỉ đạo của Quân khu 2, Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch quân sự quốc phòng đảm bảo tỷ lệ luyện tập, diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt 20-40% quân số, 100% đạt khá giỏi. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, lực lượng dân quân tự vệ còn tích cực tham gia làm công tác dân vận, vận động quần chúng, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, được cấp ủy và nhân dân địa phương biểu dương, khen ngợi, đánh giá cao. Phát biểu chỉ đạo hội nghị,
Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả tỉnh Lào Cai đã đạt được trong thực hiện luật dân quân tự vệ. Đặc biệt trong công tác tuyên truyền, phổ biến luật, công tác tổ chức xây dựng dân quân tự vệ, công tác quy hoạch đào tạo, bố trí sử dụng, huấn luyện dân quân tự vệ. Đồng chí đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã chỉ ra một số mặt hạn chế, đồng thời đề nghị tỉnh cần có những giải pháp hiệu quả để triển khai thực hiện tốt luật dân quân tự vệ trong thời gian tiếp theo. Trong dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 9 tập thể và 5 cá nhân có thành tích cao trong thực hiện luật dân quân tự vệ. Đảng ủy quân sự tỉnh vừa tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược công tác cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và sơ kết thực hiện nghị quyết 513 NQ-QUTU của Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong những năm qua, Đảng ủy quân sự tỉnh và các cấp ủy, tổ chức đảng đã quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 3 khóa 13. Đội ngũ cán bộ lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng trưởng thành và tiến bộ. Đến nay, số lượng cán bộ thường trực đang công tác so với nhu cầu biên chế đạt 86,1%. Trong đó, trình độ cao đẳng đại học đạt 79,62%, đã qua chiến đấu và phục vụ chiến đấu chiếm 2,93%. Cán bộ người dân tộc thiểu số đạt 31,5%. Sĩ quan dự bị đã xếp vào các đơn vị dự bị động viên đạt 98,38%. 100% cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất tốt, năng lực khá, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác tài chính trong quân đội đã được Đảng ủy quân sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Các cơ quan đơn vị đã tích cực chủ động khai thác các nguồn ngân sách, đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, luyện tập, nhiệm vụ thường xuyên đột xuất của lực lượng vũ trang. Quá trình thực hiện luôn đảm bảo đúng luật ngân sách và điều lệ tài chính quân đội. Thu chi đúng mục đích, thanh quyết toán kịp thời, không có biểu hiện tham ô, tham nhũng, lãng phí. 100% cán bộ, nhân viên tài chính trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Công tác tài chính của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai luôn giữ vững và phát huy, đơn vị quản lý tài chính tốt. Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã nghiêm túc chỉ ra các khuyết điểm còn tồn tại, nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng mục tiêu trong thực hiện nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và thực hiện nghị quyết 513 của Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội những năm tiếp theo. Đoàn cán bộ Quân khu 2 do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả công tác quân sự quốc phòng đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Thắng và kho K10. Tại nơi đoàn đến làm việc, các đơn vị đã báo cáo, 8 tháng năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai và các đơn vị trực thuộc đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành đoàn thể, công an, biên phòng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phát biểu kết luận đợt kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Tư lệnh Quân khu 2 đã biểu dương ghi nhận kết quả công tác quân sự quốc phòng 8 tháng đầu năm 2017 của lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai, đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị tiếp tục triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của trên, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, tập trung làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lào Cai năm 2017, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và nội địa, tổ chức tốt các hội nghị tổng kết, hội thi, hội thao. Công tác xây dựng cơ bản phải đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, đẩy mạnh tăng gia lao động sản xuất, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội. Quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt chế độ đăng ký, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật, phòng chống cháy nổ an toàn kho tàng. Trong dịp khai giảng năm học mới vừa qua, đồng chí Đại tá Thái Minh Đường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã đến chia vui với thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng năm học vừa qua, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học, trung học cơ sở Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà đã đạt được thành tích đáng phấn khởi trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.
Học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 hoàn thành chương trình lớp học đạt 98%. Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 97%. Chất lượng học sinh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các môn được nâng cao. Có 14 học sinh giỏi cấp huyện và 256 học sinh đạt thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện. Có 1 cán bộ quản lý giỏi cấp tỉnh, 13 thầy cô giáo đạt giáo viên giỏi cấp huyện, 7 thầy cô đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 50 thầy cô đạt danh hiệu tiên tiến. Năm học 2017-2018, trường đã xác định thực hiện tốt chủ đề Vì học sinh thân yêu, xây dựng trường học kỷ cương văn hóa, chất lượng giáo dục thực chất. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác do ngành giáo dục phát động. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất chào đón 115 em học sinh vào lớp 1 và 94 em học sinh lớp 6 chuyển lên cấp mới. Đại tá Thái Minh Đường đã chúc mừng thành tích các thầy cô giáo và các em học sinh đã đạt được trong năm học vừa qua và tặng nhiều suất quà có ý nghĩa cho các em nhân ngày khai giảng năm học mới. Cũng trong dịp khai giảng năm học 2017-2018, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 345 đã phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong tỉnh Phú Thọ tổ chức tặng quà cho học sinh trường mầm non và trường tiểu học xã A Lù, huyện Bát Sát. A Lù là xã nằm trong địa bàn dự án quốc phòng của huyện Bát Sát. Đường xá đi lại còn gặp rất nhiều khó khăn, số hộ đói nghèo còn chiếm tỷ lệ cao. Đặc biệt, các em học sinh thiếu thốn rất nhiều phương tiện vật chất cho công tác học tập. Thấu hiểu khó khăn vất vả của người dân và các em học sinh nơi đây, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 345 đã phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tỉnh Phú Thọ tổ chức tới thăm và tặng 479 suất quà, bao gồm cặp sách, áo khoác, bút vở, với tổng trị giá gần 170 triệu đồng. Những suất quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện tấm lòng tương thân tương ái đối với các em học sinh ở địa bàn vùng cao khó khăn. Nhân dịp này, đoàn đã tặng trường mầm non xã A Lù 5 triệu đồng tiền mặt làm sân chơi cho học sinh, tặng bảng viết trị giá 3,5 triệu đồng cho trường tiểu học xã A Lù. Kính thưa quý vị và các đồng chí, để công tác phòng chống tham nhũng lãng phí đi vào thực chất và hiệu quả, không chỉ các cơ quan chuyên môn, các cơ quan thường xuyên thực hiện các thủ tục hành chính, mà mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị cũng cần nêu cao tinh thần đấu tranh đối với mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu, lãng phí xa hoa. Đối với lực lượng vũ trang thì việc thực hành tiết kiệm, nêu cao tinh thần đấu tranh của người lính Cụ Hồ là biểu hiện thiết thực nhất trong việc phòng chống tham nhũng lãng phí. Sau đây mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu công tác này tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lào Cai. Những luống rau xanh mướt chĩu quả này là thành quả sau những giờ lao động hăng say mỗi khi kết thúc công tác tại các phòng ban sau mỗi giờ luyện tập vất vả trên thao trường của cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lào Cai. Đóng quân tại trung tâm thành phố, dù quỹ đất không nhiều nhưng cán bộ chiến sĩ ở đây vẫn chăm chút cho từng luống rau, con lợn, con gà. Không chỉ xua đi những mệt mỏi căng thẳng sau những ngày làm việc, việc tăng gia còn góp phần cải thiện bữa ăn, nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho bộ đội, vừa tiết kiệm chi phí đáng kể để mua thực phẩm ở chợ, lại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Xác định công tác phòng chống tham nhũng lãng phí bắt đầu từ việc làm nhỏ nhất, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã quán triệt nghiêm túc tới 100% cán bộ, chiến sĩ, phát huy tinh thần gương mẫu, sáng tạo, tự lực tự cường, chủ động thực hành tiết kiệm. Đối với những việc như trang trí khánh tiết, cắt dán băng rôn, khẩu hiệu, chăm sóc, cắt tỉa cây cành, sửa chữa nhỏ của cán bộ, chiến sĩ đều tự tay thực hiện. Hay trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ chuyên môn được giao, cũng luôn nêu cao tinh thần tiết kiệm chống lãng phí. Đối với lực lượng vũ trang thành phố Lào Cai, trước hết là chấp hành cái chỉ thị 6123 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác phòng chống tham nhũng. Đối với cơ quan đơn vị thì tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện. Cụ thể là ví dụ như trong thực hiện tiết kiệm, báo cáo ông chí là quá trình tổ chức thực hiện thì đều triển khai rộng khắp và quán triệt thường xuyên. Ví dụ như là tiết kiệm điện nước, xăng dầu của cơ quan đơn vị. Đi ra khỏi phòng thì tắt điện, ví dụ thế. Đấy là những cái mà cái rất là cụ thể mà đúng là. Cái thứ hai nữa là phòng chống nếu có biểu hiện. Bởi vì cái này chúng tôi được cái thực hiện thường xuyên là ngày hàng tháng thì có cái ngày 25 ngày tuần cuối tháng để tổ chức thực hiện ngày đảng, ngày chính trị văn hóa tinh thần, làm tốt công tác này. Đấy, sinh hoạt đảng, tổ chức duy trì nghiêm. Buổi sáng hàng tuần thì tổ chức triển khai. Đấy, ngoài cái công việc chỉ đạo chuyên môn được, nhưng mà cái công tác phòng chống thực hành tiết kiệm đối với cơ quan, công tác tăng gia vệ sinh, công tác sử dụng tiết kiệm xăng dầu, điện nước, v.v. Đấy là cái mà thực hiện theo cái chỉ thị 1263 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác phòng chống tham nhũng của con đơn vị. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, bộ đội có hàng mấy vạn người, nếu mỗi người tiết kiệm một chút, sản xuất một chút, góp lại sẽ là một số rất lớn. Thấm nhuần lời dạy của Bác,
Đảng ủy, chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lào Cai đã ban hành nghị quyết về công tác này, sát với tình hình thực tiễn của đơn vị. Trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tập trung vào công tác quản lý bộ đội, xây dựng nền nếp chính quy, tiết kiệm thời gian công sức bộ đội, tích cực nghiên cứu, cải tiến mô hình học cụ, nâng cao chất lượng huấn luyện. Toàn đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng đạt kết quả cao. Các phong trào thi đua, ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy, đơn vị quản lý tài chính tốt, bếp nuôi quân giỏi, cuộc vận động, quản lý, khai thác vũ khí trang bị khí tài tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông đã được cán bộ, đảng viên trong đơn vị tích cực tham gia. Thể hiện bằng những việc làm cụ thể hàng ngày như tiết kiệm điện, nước, sinh hoạt, quản lý sử dụng các loại vũ khí trang bị kỹ thuật đảm bảo tốt, bền, an toàn, tiết kiệm, không để hỏng hóc, mất mát. Cán bộ, chiến sĩ khi ra khỏi phòng ngủ, làm việc, hội trường, tự giác tắt thiết bị điện sinh hoạt, đóng vòi nước khi bể nước đã đầy. Trong luyện tập bắn súng, quyết tâm bắn đúng, bắn trúng, bắn giỏi để tiết kiệm đạn. Các việc làm thiết thực trên của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo gương Bác Hồ vĩ đại. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lào Cai còn duy trì tốt các chế độ, xây dựng nền nếp chính quy gắn với rèn luyện kỷ luật. Nhờ đó, tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật thông thường xảy ra không đáng kể. Công tác tăng gia sản xuất luôn được đơn vị quan tâm, tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ. Đơn vị đã huy động hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sĩ tổ chức san gạt đất đá tận để cải tạo phát triển theo mô hình 5 cơ bản. Mỗi năm thu được trên 50 triệu đồng. Tất cả nguồn thu từ tăng gia tiết kiệm đều được để dành để đầu tư nâng cấp doanh trại và mua sắm một số trang thiết bị để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Từ đó, giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ý thức vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí luôn được nâng cao. Trên cái cương vị chức trách nhiệm vụ được giao đối với ban chỉ, chúng tôi đã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy. Tôi nói thực hành tiết kiệm, ví dụ như là soạn thảo văn bản. Bởi vì chúng tôi là trợ lý, thì trước khi là soạn thảo văn bản để sang thông qua một cái kế hoạch đối với lại lãnh đạo chỉ huy, thì chúng tôi thực hiện luôn cái thực hành tiết kiệm là cái giấy là chúng tôi là in cái loại giấy là giấy một mặt đấy, sau đó tiến hành là chuyển sang cái mặt sau để thực hành tiết kiệm. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đối với lại ban chỉ huy, tôi đã tham mưu cho đảng ủy chỉ huy là các cái hệ thống biển bảng về thực hành tiết kiệm. Và ngay tại tôi nói là tiết kiệm như về là điện, nước, thì ra khỏi phòng là chúng tôi tiến hành tắt điện, tắt quạng theo đúng cái nội dung của chỉ huy đã tiến hành quán triệt. Đồng thời là để thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thì đối với lại cơ quan đơn vị chúng tôi là thường xuyên là tổ chức cái tăng gia, bảo đảm rau xanh, bảo đảm đời sống, thì cũng đã thực hiện tốt đúng mùa vụ, theo đúng mùa vụ, bảo đảm thực hành tiết kiệm. Hiện nay cái vườn rau xanh của chúng tôi bảo đảm rất là tốt. Ngoài cái phòng chống tham nhũng ra, nhưng mà cái nội dung mà vệ sinh tăng gia, phải không? Mua sắm cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác tăng gia, chăn nuôi cũng là một cái nội dung mà đấy. Không phải cứ thiếu là mình đi mua, phải báo cáo công như thế. Đấy, mua phải bảo đảm chất lượng. Và hai là mua xong về dùng thì phải bảo quản được. Đấy, chúng tôi có cái quan điểm là của tốt tại người. Đấy, chứ không để cho anh cứ làm xong vứt đâu vào đấy. Như nên cái đó cũng là một cái nội dung để tiết kiệm, có thể dùng được nhiều năm. Đấy, ví dụ thế. Còn các nội dung khác thì cơ bản thực hiện theo chỉ đạo chung của cấp ủy chính quyền địa phương, cũng tham gia tích cực các cái hoạt động để làm tốt cái công tác phòng chống tham nhũng, để phát hiện cơ sở, để phát hiện tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực hiện các nội dung khác. Thì cũng là tận dụng được những cái khu vực, ví dụ như là đất tăng gia. Đấy, báo cáo của ông chí là đất tăng gia, mà đất không nhiều, nhưng mình cũng tận dụng được khai thác để tăng gia trên các cái mặt hầm thì trước đây là đá, chúng tôi xây kè đổ đất lên, đấy là một nội dung diện tích để tăng gia, còn cơ bản đơn vị là cũng bê tông hóa hết. Nhờ đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tăng gia sản xuất bằng nhiều nguồn khác nhau, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã chủ động kinh phí để tặng quà cho 10 gia đình chính sách, trị giá mỗi suất quà 500.000 đồng nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Số tiền tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng đối với các gia đình có công với cách mạng, cũng là biểu thị của tinh thần trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lào Cai.
Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại trong chuyên mục kỳ sau.